Diễn biến của đại dịch COVID-19 đang ngày càng phức tạp, khó lường và nguy hiểm. Hiện nay trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, xã Yên Thắng đã và đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, coi chống dịch như chống giặc, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, xã Yên Thắng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, ban hành các văn bản chỉ đạo trên địa bàn xã Yên Thắng về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo dõi, kiểm tra địa bàn. Thực hiện công điện số 06 ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của huyện, xã Yên Thắng nhanh chóng thành lập tổ giám sát cấp xã do Chủ tịch UBND làm tổ trưởng, trưởng công an xã và trạm trưởng trạm y tế xã làm tổ phó, tổ viên gồm công an viên và đại diện mặt trận tổ quốc xã. Tổ giám sát này có nhiệm vụ theo dõi, giám sát tất cả những người đến địa phương và con em người địa phương trở về quê để thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch theo quy định. Ngay sau đó, thành lập tổ giám sát ở các thôn bản do trưởng thôn bản làm tổ trưởng, công an viên thôn là tổ phó và một số người đại diện khu dân cư làm tổ viên. Tổ giám sát tại các thôn bản có trách nhiệm theo dõi, giám sát yêu cầu tất cả những người vào địa bàn, con em trở về quê phải thực hiện kê khai y tế, báo cáo tổ giám sát thôn để tổng hợp, báo cáo lên cấp xã, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Chỉ đạo cán bộ xã nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang khi tiếp công dân đến liên hệ làm việc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc việc dừng hoạt động các cửa hàng dịch vụ, nơi tập trung đông người. Trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Yên Thắng có 143 con em địa phương từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước đã về quê. Trong thời điểm này, để thực hiện khai báo y tế kịp thời, cách ly tại nhà và y tế xã đến đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Tổ chức tuyên truyền vận động 4 đám cưới, 2 đám vía chỉ được tổ chức trong khuôn khổ hộ gia đình và phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Cho đến thời điểm hiện nay, đối với đơn vị xã Yên Thắng, thì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì đã được triển khai rất là đồng bộ. Thì tất cả các cái chỉ thị cũng như là công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì được chúng tôi triển khai, tổ chức triển khai thực hiện trên toàn xã. Và đến thời điểm này thì đối với xã đã kiểm soát rất là tốt đối với các con em đi lao động làm ăn xa về địa phương. Và hiện nay thì chưa có cái biểu hiện gì nghi vấn xảy ra. Rồi là cho cam kết cách ly tại chỗ ở nhà. Trường hợp lao động đi từ nước ngoài về thì hiện nay đối với xã Yên Thắng có một trường hợp nhưng đã có cái giấy cách ly của cơ quan cấp trên, đã có đầy đủ các cái thời gian theo quy định. Và hiện nay chúng tôi được tiếp tục giám sát cho cách ly tại ở nhà, tiếp tục theo dõi. Bên cạnh đó, trạm y tế xã Yên Thắng hàng ngày có các bài tuyên truyền đến người dân để người dân chủ động phòng chống dịch bằng các biện pháp theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế, liên tục cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của dịch bệnh để thông báo đến người dân. Xã cũng thông báo tuyên truyền nhắc nhở mọi người dân khi tổ chức đám hiếu, hỉ, sự kiện nên hạn chế số lượng khách mời, hạn chế tập trung đông người và phải đeo khẩu trang đúng cách khi đến nơi công cộng.